sốt ruột thì gọi điện cho nó về. Nhà chút nhổ. Kệ nó. Còn không gọi. Đi được thì về được. Mà kể ra thì con bé nó cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, tháo phát, lại máu mồm máu miệng nữa. Chỉ có mỗi một cái điều là... Kìa bố. Có sao tôi nói vậy thôi. Thằng bé nó về đấy. Ủ giữ nguyên lập trường nhé. Phải nghiêm khắc vào. Anh sợ nó ghét anh. Anh lại đẩy sang tôi. Bắt tôi phải đứng mũi chịu sào là sao? Ông ạ. Về rồi. Thì ngồi xuống ăn cơm đi con. Con không ăn đâu. Con có chuyện muốn nói ạ. Ừ. Vâng. Chúng tôi đang nghe đấy. Con vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu Huyền. Mặc kệ những lời gièm pha. Con xin ông với bố cho phép ạ. Ừ. Anh vừa nói gì tôi nghe chưa thủng. Con nghĩ lại đi. Còn mặt mũi sáng sủa, đẹp trai thế này, tìm đâu chẳng được người bình thường. À, Huyền thì có gì không bình thường ạ? Đúng. Cái Huyền là đứa bình thường. Còn cái đứa không bình thường chính là anh ấy. Tôi nhắc lại, tôi không bằng lòng. Còn anh cứ cố tình vo ve nó. Mời anh ra khỏi nhà. Ông không cần phải đuổi cháu đâu ạ. Ông nghĩ cháu ra khỏi nhà sẽ chết đói. Ông dùng tiền để điều khiển cháu. Cháu biết thừa. Cháu không cần tiền của ông đâu ạ. Đông. Như thế là hư đấy con. Cứ để cho anh ấy thể hiện. Ông nói cho anh nghe này. Hiện anh đang ở trong ngôi nhà của ông. Tiêu tiền của ông thì phải nghe theo lời ông. Còn sau này anh đủ lông đủ cánh rồi, tự lập được rồi, anh muốn làm gì, muốn yêu ai, lúc đấy tôi không cản. Được ạ. Cháu sẽ ra khỏi nhà của ông. Từ nay cháu sẽ tự lo cho cuộc đời của mình. Ông với bố giữ gìn sức khỏe. Bao giờ con tự lập được, con sẽ về ạ. Bố, con nói với bố là nghiêm khắc với cháu thôi. Sao bố lại nặng lời thế ạ? Nhỡ nó tự ái thì thật thì sao ạ? Bố ơi, ba lô con để chỗ nào nhở? Bố ơi, nó bỏ đi thật rồi. Ê, lộc bất tận hưởng. Ê, góp gạo thổi cơm chung. Chỉ khéo gạ thôi. Nhưng mà nghĩ cũng chán nhỉ. Sao lại chán? Bây giờ câu lạc bộ giải tán, mình chả có lý do gì để mà gặp nhau rồi là tà tưa tà tiếc. Hay là ông ra lớp học nhảy đăng sinh với tôi, lớp mà cái thằng Đông nó dạy ấy, để cho các cụ tập nhảy ấy, cho khỏe mạnh ấy. Thôi thôi, nhố nhăng lắm, không đi. Nhố nhăng là thế nào? Già đấy có mà thích mê ấy. Mà này, ông có biết thằng Đông cháu của ông nó mê cái Huyền cháu bà Lành không à? Biết rồi. Chả biết là mấy bữa trước cụ cậu nói cái gì, thế là con bé nó giận, nó cấm cửa không cho vào nhà. Đây, bà có hiểu rõ cái Huyền lắm không? Hiểu. Thế nó là đứa bị chồng bỏ, hay là nó bỏ chồng, hay là không chồng mà lại có con? Đấy, làng xóm mỗi người một phách, chả biết đường nào mà lần nữa. Không.
là nó ở với người yêu, chuẩn bị cưới thì lại có bầu. Thế là định đẻ xong rồi mới tổ chức đám cưới. Nhưng mà hóa ra lại toang. Ôi dồi ôi, mà chuyện đấy thì có cái gì mà quan trọng. Thằng Đông nhà ông nó lông bông, nó lấy được cái con bé này lại càng hay chứ sao. Hay cái gì mà hay? Gái tân đầy ra cái kìa, đang tự nhiên bây giờ lại đi cạp với một con bé rồi đơn thân. Phức tạp thế chứ. Tôi không ngờ ông lại cổ hủ thế không biết. Tôi đúng rồi. Này, chắc là thằng Đông nó bị con kia mắng thế nào ấy. Thế mà về nhà đùng đùng đòi lên thành phố lập nghiệp. Vừa được tự do lại thoát khỏi sự cai quản của ông, của bố. Này, thế là tôi cho đi luôn. Thế à? Đấy, còn tôi còn bà nhá. Rồi xem nó đi được mấy bữa.